Hiện tại anh em chúng tôi đang trên phà cấm quân nhất của huyện Giao Thủy và đang trên đường sang Cồn Đen, khu du lịch hệ sinh thái của Thái Bình. Đây là phà của cống cồn nhất. Nếu như mà đi ô tô 4 5 chỗ thì đi thoải mái. Đi từ đây sang bên Thái Bình thì qua một con sông Hồng khoảng cây số đến không? Tầm 100 m đâu. 150. Tầm 200 m. Nằm sâu tầm 200 m. Đấy. Và bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ 38 phút. Bây giờ là 7 giờ 38 phút. Sang tới nơi thì Cồn Đen, từ Giao Thủy sang Cồn Đen phải 40 cây. Và hành trình tiếp theo thì tôi sẽ quay cho mọi người xem về khu du lịch Cồn Đen và hành trình của anh em Tường Hoa Bờ. Đây là các bác lái tàu phụ, tức là chiếc phà này sẽ có một chiếc tàu phụ ở bên cạnh để đẩy. Đó, để đẩy cái chiếc phà này đi. Chiếc phà này thì khá là to. Và phà này là phà hai chiều, tức là khi mình đi ô tô lên thì mình sẽ không cần phải lùi đít. Đi ô tô lên thì người ta sẽ mở cửa bên này, mà mình đi từ bên kia xuống thì sẽ mở cửa đằng sau, cứ vậy đi lên. Đó. Xong rồi anh ạ. Đây là cầu trên cao đi từ các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định. Đó. Liên tỉnh. Gọi là đồng đường cao tốc ven biển đúng không? Và cái cầu này nó sẽ đi qua. Đúng rồi, cao tốc ven biển. Đây, hiện tại chúng tôi đã tới Cồn Đen, khu du lịch. Và bây giờ đang mua vé. Vé người lớn là 60.000, trẻ em là 30.000, xe ô tô là 20.000. Đây là khu vực ở ngoài cổng. Vào bên trong thì sẽ có một quả kinh khí cầu. Đây là cổng vào. Ô tô nếu như mà mình muốn vào bên trong được thì mình phải thuê khách sạn ở bên trong và ở lại thì ô tô sẽ được vào, không thì ô tô sẽ gửi bên ngoài. Và đoàn của mình, cả hệ thống đi khoảng 60 người. Đây, chúng tôi đã tới địa điểm du lịch. Đây là anh em. Anh em đang bê đồ xuống để chiều nay party. Chào anh em nhá. Ở đây có đủ các kiểu luôn. Gà thì có 12 con. Tôm, rồi đủ các kiểu. Đây à, mình thuê cái sàn này à? Đây là cái gì vừa anh ạ? Không biết. Đây là tôm cho mọi người. Tôm và hải sản để nướng. Và chúng tôi thuê cái sàn này để ăn uống party ở đây. À, đây là đá. Đây là bạt. Than này. Than này. Nước này. Hả? Nước, nước, nước. Ở đây là uống bia hết. Nước này. Lá này. Lá này, bia này. Úi gì, gà này ngon thế. Đây là gà hấp này, gà luộc này. Đây là hải sản này. Đây chắc chắn lại là hải sản này. Chắc chắn là hải sản luôn. Chào đón tập thể quý khách. Chúng ta đang có mặt tại khu du lịch của Đen, xã Thái Đô. Lại đá tiếp. Nước ngọt này. Chúng ta đang được trải nghiệm một nước ngọt này. Vô cùng tuyệt vời.
Đây mọi người đang tập trung về đây này, dưa hấu này, nước ngọt này, đạt ba bờ này, muối ba bờ này. Chào muối ba bờ nhá. Chào bác ơi. Chào bác, chào tất cả. Và tại đây thì quý vị sẽ cùng lắng nghe những làn điệu thân ca, những làn điệu chèo mang bản sắc quê hương của ở đây thì cái cảm nhận đầu tiên khi mình vào thì mình thấy rất là rộng. Nó cũng có nhiều khu vực để trải nghiệm dân dã. Thực ra là đi chơi vui hay không thì phải do chính bản thân mình, phải có năng lượng. Mà ở đây thì nó có rất là nhiều cái địa điểm để cho anh em có thể là tham quan, rồi là có thể là chơi và trải nghiệm. Họ thiết kế và trang trí cũng khá là ok. Đó, rất là nhiều khu vực. Bên đây là mọi người đang lấy mật ong này. Đấy, đây là mật ong này. Đấy, đây mới là mật ong nguyên chất này. Đấy. Tôi nhìn thấy sếp Thái của tôi đây rồi. Ơi sếp Thái đây. Văn hóa truyền thống của quê hương Thái Bình của chúng ta. Ơi chị. Và rất là chào mừng toàn thể quý vị cùng đến với khu du lịch Cồn Đen. Khách đến chơi nhà. Sếp Thái. Dân ca quan họ Bắc Ninh. Lò. Chào sếp. Nam nữ. Sếp chưa tắm à? Chào hát quan họ. Quan họ đó mọi người nha. Muối ba bờ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đá là một hiệp là 30 phút. Vâng. Hết 30 phút này thì chúng ta sẽ giải lao. Vâng. Và mỗi một bàn thắng chúng ta sẽ tỷ lệ là rút háng để cho anh em mình đá cho nó vui. Ok. Ok. Bây giờ thì đi đất thôi, chơi lịch sử. Đất thôi. Đất rồi. Ok rồi, thì đất. Đất rồi. Đất rồi. Đất rồi. Bây giờ thì sẽ thổi một hồi còi chào tất cả các khán giả anh em nhé. Ok. Anh em à, giao lưu nhá, giao lưu nhá.
Lấy gì anh nhỉ? Làm tái rồi đấy. Làm tái. Đây là đầu bếp Master Chef của chúng tôi. Nói chung là mời từ Hà Nội về đây chỉ để có mời hết đùa đơn giản mời được tôi. Nói chung là mời là cũng hơi khó nhưng mà ông loại là phân vân rồi đấy. Cũng làm việc từ mấy năm trước rồi. Nắp cái là kiểu gì? Đây là đối tác của chúng tôi. Phân vân rồi đấy, hôm qua. À đây đây có mang khò đây. Khò này thứ 13. Chị kia tao mang đi nó định làm gì ạ? Mang hạt tiêu này đi. Nó chay ngon đấy. Tao phùn thế. Thái chuyên nghiệp thật đấy. Đây là thành quả của sếp Thái. Cũng là hiểu sao cái dao. Thái lá chanh 3-4 cái dao. Lá chanh ở đây dai đúng như thịt bò. Một canh đâu nhỉ con ơi. Này tôi vừa giờ lá. Mình thấy không? Không à. Có gì ăn. Thôi ăn. Em lấy em bóp rồi, bóp massage. Xong rồi. Ôi, chúng ta đâu giờ nó không thái đâu. Tập cho bà bác nó băng. Đứng một chỗ. Nó có cái củi đấy, nó ngủ được cái củi đấy. Bắt đầu nó vào than, nó ngủ được than. Anh không bắt sao cổ vai gái à? Hết thằng em mà. Mình bảo ra, mình bảo chứ ngày đến được cho được giường. Bắt tao ra chủ lệ. Thành 3 con 1 nhỉ anh. 3 con 1 đi bạn ơi. Được. Này, bắt đây. Đấy, vô vào đi. Khi bỏ tóc làm đầu bếp mới đùa đâu. Chú ơi. Anh Duẩn lấy thước xem. Cho cái này xem. Bia rượu giờ uống cho vui. Uống đi. Ờ, nó không được. Không phải được. Em thôi em ơi, rán vừa vừa ấy thôi, phải cắt nó ra, sai cái giấy ra. Thank you.
người chụp một bức ảnh lưu niệm, sau đó mọi người sẽ về nhà tường để cùng tiếp tục vui chơi. Vào đi. Chúng tôi đang chờ để lên phà nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ lên phà để về nhà tường Hoa Vườn. Một số anh em phải chờ đi chuyến sau tại vì là xe 4-5 chỗ to quá. Bây giờ là hiện tại có khoảng 60 anh em trên một chiếc xe. Bây giờ người ta không cho về đi qua phà, sợ là quá trọng tải nguy hiểm. Như thế cũng rất là tốt. Bây giờ mất công một chút lên đón anh em vậy. Mà thấy hoàng hôn đang xuống rất là đẹp. Đó, rất là tuyệt vời. Chả hiểu sao mình đang ở trên Hà Nội thì mình đang cảm thấy rất là ngộp ngạt. Vì vừa rồi mình cũng bị hậu Covid. Nhưng khi về quê thì mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Người cũng khỏe hơn rất là nhiều. Cũng có thể là do cái môi trường ở quê trong lành hơn và mọi thứ nó không ồn ào, cũng yên tĩnh hơn. Đợt tới về thì tôi sẽ cầm một cái diều hộp ở trên Hà Nội về để tôi thả tìm về tuổi thơ. Thật nhiều anh em đứng chờ. Thằng cóc này có vẻ cũng liều đấy nhỉ. Và chở như này là cũng hơi liều đấy. Thằng cóc này là cũng liều đấy. Đây là hai anh em chúng tôi đi xử lý dọn đường. Vừa nãy thì đây, các bạn nhìn xe này. Đây xe đây. Đường siêu bé, đường chăn vịt. À, mày quá anh em ạ, về được đến nhà rồi. Chưa xong. Lên đến nay mới ok này. Vẫn chưa là ok, 90 cộng 4 rồi đấy. Đạt đây. Với cái gì đấy? Cú động của ta hơi khó. Đây anh em nắm lại. Nem này siêu ngon đấy. Nem nắm này. Nem này là nem ngao. Nem ngao. Em bên là đẳng cấp. Em lần đầu nghe. Nem ngao mới là đẳng cấp chứ tôi. Hai người. Tất cả đều là chín hết. Tổn rượu đó. Đấy sao ui. Có chưa ráp vào cho nó đúng như nhà. Chúng tôi mùa này là ăn chín hôm sôi hết. Cái này là có mà say 3-4 ngày. Bốc đều ra. Đây là cái ná này, bốc đều ra này, cái bánh này cũng bốc đều ra này. Đấy, đây, chia đều ra cả lá sung ra. Bỏ ba. Rồi, tránh em ơi.
tôi xin giới thiệu, đây là canh rau tươi ngao nhá, ngao quê hương biển Giao Thủy của chúng tôi. Đây là canh ngao canh biển đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Cúng một nhì về không? Bảo tôm gia truyền đấy. Mai cuốn bảo tôm Nam Định mới có nhá. Cuốn ấy tái ấy. Tường không ạ? Tem. Ui, giới thiệu vì yêu à? Vì yêu anh ạ. Ui, giới thiệu này uống thì thôi rồi. Đây là thiệu ba bờ đang xảy. Nó không nổ anh. Khó chứ. Đây nổ thì bấm nút này. Đây. Buổi tối tại nhà Tường Ba Bờ. Ngoài chỉ gọi là thúng dỉ thôi. Về cái này đưa ra người người xanh thì thái người ta ai mua rau đi lốc. Về cái này rất kéo dây lốc nó mài nó chỉ sắc được lần thôi, còn về sau nó khó sắc. Nói chung là cũng được nhưng mà phải xin chỉ tí. Mẹ nó trộn vào bông này. Đấy, đưa ra ngoài nó kể hết luôn. Giấy đâu? Cho anh cầm. Dạ. Giấy, vẫn tờ giấy ăn được cái quà kia cho một tí. Đấy, một thang ấy nhờ. Một thang ấy. Mấy mấy cái đường nhựa dầu điện kim đen kim đường này mang anh em trở.